nóng quá. Cho mấy cái cà phê vào đây. Rồi xong rồi lát nữa hận ra. Wow. Vào đây nhé. Đã quá. Nước nước. Với nước đổ. À. Sao em có thể để gần chị như thế? Ép cà phê quá. Bộ dinh dưỡng nữa hả? Cái chai đẹp của nhà mình. Bộ dinh dưỡng nữa hả? Cái muỗng nhựa coi chừng nó. Không chảy nổi. Nào chai chế vô nó không? Hết rồi, hết cái đi chế. Đưa nhẹ. À, ly này. À đúng rồi, này để uống cà phê nữa. Hả? Uống cái ly lấy ra chưa? Đây. Trời ơi, có ly sẵn để lấy. Đây. Bỏ vô chén. Đặc dữ. Cái đó mình uống bằng muỗng nha. Còn nói nào. Ủa, cà phê này là tăng lực. Mới đổ một ly để hết nước. Ôi trời ơi, cái này gọi là mì khô. Mì đông biển nè chứ. Xúc xích nữa, cắt xúc xích chưa. Dưa leo. Cho nó có màu mè cho nó đẹp. Tiếp tục đi. Không biết đi tới đâu nhưng mà cứ đi. Còn khoảng bây giờ quyết định là đi 30 phút nữa. Không biết đoạn đường là đi 30 phút nữa là tới đâu. Ủa vô giọng á, tự nhiên đi vô 30 phút xong không thấy cái gì hết đi. Ủa, ra lại. Ủa có ấy để coi được GPS không? Không, ở đây làm gì có 3G. Giờ lại là phải đi được 3 cây nữa. Vô xong đi vòng cho đất không thấy cái gì hết rồi đi ra. À, chúng ta đã tới nơi. Ồ, trước mặt tôi đây là một cái cây gì mà to quá trời luôn rồi bà con. Đấy, cây này cao là cũng phải là 40 mét. Xung quanh đây có những gốc cây rất là to. Một gốc cây là cũng phải 2-3 người ôm. Cái cây này nó to nè, cao nè. Nhưng mà hôm qua nay đi thì không có thấy cái động vật nào cả. Không có thấy con gì cả. Đây, đây có một cây đây. Đây. Học à. Em nghĩ đi thẳng á. Đi thẳng nữa đó. Mũi tên thì thẳng. Ủa? Cái cây si này là sao? Cây si 800 m. Chả biết là lụng nó cắt vô cây si 800 m. Ai đi vô chổng coi đi. Chứ cái tàn che hết rồi, đứng sát đây nè. Thẳng nữa đó. Đây là chúng tôi đi khảo sát cây si. Ở đây có một cái đường. Có một cái đường nhưng mà không biết là đoạn đường đi vô như thế nào. Không biết là đúng đường hay không. Bây giờ là đường vào cây si. Giờ đi tụi tôi là phải làm dấu. Tại trong đây thì đường toàn là lối, những cái lối không có lối ra. Đây, cái cây này có làm dấu đây nè. Đấy, có cái dấu đỏ đây, đây. Thấy chưa? Ở đây thì không biết có bắt hay không. Có mấy cái đoạn này đá đó nha. Đi từ từ nha, coi chừng gạt chân nha. Chặt chỗ này làm dấu cái lực. Cây nè. Nè ngay, ừ. Bên đây đi, bên đây đi. Nè, có một tên
Chúng ta sẽ tới bầu sáu bà con. Chúng ta sẽ tới cây si. Cây si và bầu sáu. Cây si có cá sấu. Cây si sau đó chúng ta sẽ bơi qua bầu sáu. Cây si có cá sấu, nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta sẽ đi đường tắt là bơi hồ về nhé. Bơi hồ cây si ra hồ cá sấu. Cái đi vô đường sâu như vậy mà các bạn mà không có nhìn thấy cái dấu gì mà nó đánh dấu thì các bạn đừng bây giờ đi, nguy hiểm lắm, đi rất là dễ bị lạc, cho nên là cứ nhìn theo cái vết, thứ nhất là cái vết chân, thứ hai là chai nước hay là người ta sẽ đánh dấu sơn, mà sơn lên cây cuộc dây. Đây có một cái dấu nữa, chắc chắn là chúng ta sẽ đi đúng đường rồi. Đường thì đi thì nói chung thì nó cũng không gọi là dễ đi mà cũng không khó đi lắm. Đường bầu sáu, nó đi vào bầu sáu nó cũng giống giống vậy. Mà cũng hơi mệt rồi. Tối qua chừng nhất quá. Ấy cha, rất liều. Ai với bộ nhét cái liều vô với ba lô cho anh cái. Rồi, để tiếp tục đi thôi. Mùa này thì trong đây thì cây bắt đầu có mưa. Quanh năm trong đây là nó chỉ ẩm ướt thôi. Thời tiết nó không có khô ráo đâu. Cho nên là phải hết sức cẩn thận. Bây giờ còn đỡ chứ mà ban đêm đi đường này là rắn ra nhiều lắm. Đây là cái cây rất là lạ dọc đường đi. Cây một chinh đá. Nhóm của chúng tôi đã gặp những con quắc đầu tiên. Đây. Tuyết hay thật. Cây si này đẹp to nhưng mà cũng là nguy hiểm nha các bạn. Ở đây mà té xuống là mệt lắm ấy. Nhìn cái tán đây. Bữa đi là chẳng em đi xuống đá bự hay là bự á. Được không chị? Đây là cảnh thu hoạch lan rừng của chúng tôi. Mình đã dùng mấy cái quạt của mình nóng quá. Bẻ coi trời, giữ cái gốc lên được coi. Có cái rễ là được rồi. Ừ. Wow. Về nhà kêu như chậu. Có ai muốn lấy lan về trồng không? Có. Về bẻ hết luôn đi. Không đi. Về bẻ hết luôn đi. Mình sợ lan đó không sống nổi. Mình bỏ trong cái đờ, cái than á, ủ than á là sống rồi. Mình để ngoài lan can là ban công nhà mình cái đồ. Đi đi. Mọi người chụp không được. Sau đây là thí nghiệm mới tiêu diệt quắc bằng chất phèo. Rồi ok. Trời đất. Ác quá. Trời ơi sát sinh. Oh. Đây là cây sung, chiếc lợi phẩm. Phèo hả? Em chỉ sợ nó xuống đây là nhắm mắt lại thôi. Kiếm mấy cây cao không? Cây em chọt chỗ cồi nó sẽ xuống dễ hơn. Chọt ở trên nha, ở dưới chọt lên nó lực. Ra. Bà ra. Chọt ơi, chọt nhẹ nhẹ thôi. Ào. Đó kêu con. Có. Hai đứa hừng vô vọng, hai đứa đi lụm cho rồi. Thôi lụm đi rồi, chia ra lụm đi. Sung chính nè bà con. Wow. Đây. Ăn chơi thôi. Đây là trái sung chính. Ăn thử. Chát. Nhẫn ngọt. Ok. Ngọt. Không cần nhiều đâu. Mình ăn chút thôi mà. Dạ, các bạn xem nè. Đi rừng mà gặp trái sung như vậy là quý lắm nha. Nó cung cấp rất là nhiều axit amin khoáng chất. Ăn có hồng mình à. Ăn vô là cứu đói được mấy ngày luôn á. Nhưng mà khi mà bạn ăn trái sung bạn phải nhìn ở trong.
vãi quá rồi hả? Vũ ra, vũ ra. Có những cái con ở trong, mình vũ ra hết. Đây, đấy, bể sung nè, thấy chưa? Wow. Cây sung này trái rất là nhiều nha. Thôi được rồi, lượm đi, lượm đi. Mọi người đang chén sung. An toàn mà. Vâng, ở nhà em ăn suốt mà. Ăn vô đi đâu có sao đâu. Tôi rảnh. Rồi, chúng tôi đang trên đường trở về.